chợt thức giấc giữa đêm hoang lạnh, không gian vắng tanh hiu quạnh. Ta đã xa nhau thật rồi, giờ ngồi đây lệ đắng môi. Bóng tối vây quanh căn phòng, sao bỗng nghe đau trong lòng. Vụt bay mất bao tia hy vọng, chỉ còn em với nhà mong. Gọi những ký ức hôm qua về bên em, gọi những nỗi nhớ trong đêm lạnh bơ vơ. Gọi tên anh trong giấc mộng tàn, để bóng em chìm vào quên lãng. Hạnh phúc có lẽ với em là mơ sao, hạnh phúc có lẽ với em là chim bao. Rồi hoang mang em đã vội vàng đánh mất đi tình đôi ta vì em. Gọi những nỗi nhớ trong đêm lạnh bơ vơ, gọi tên anh trong giấc mộng trong tan, để bóng em chìm vào quên lãng. Mời mọi người. Hôm nay thiệt là vui ha. Woo. Anh, xong rồi mình đi đâu vậy anh? Rồi, mọi người cùng cạn ly đi. Một, hai, ba, vô. Uống gì vậy? Thương anh quá à. Thiệt không? Thương anh thiệt không? Thiệt mà. Bộ anh không tin em hả? Mình đã nhảy nha. Mày dặn con sao? Mà tại sao con trả lời phỏng vấn như vậy? Hả? Con làm như vậy á thì ba biết ăn nói làm sao với ba Cẩn đây chứ hả? Tại sao vậy? Tại sao con muốn làm cho ba mày phải điên đầu lên vì con vậy hả? Con mới là người phát điên vì ba mẹ đi nè. Suốt ngày chẳng lẽ con phải nghe lời ba mẹ sao? Con nói như vậy đó hả? Con cãi lời ba mẹ nữa hả? Có làm gì đi nữa thì ba mẹ cũng chỉ vì tương lai của con thôi. Con phải ngoan ngoãn mà làm theo chứ. Nhưng mà con không thể nào làm theo như một con robot như vậy được. Ba mẹ hãy để con yên đi. Mila. Cẩn thận, cẩn thận. Coi chừng đó. Anh thấy sao rồi? Coi chừng cái chân kìa. Em đã nói rồi, anh đừng có uống nhiều mà. Say xỉn vậy đó. Em à, anh chán lắm rồi. Bị người yêu qua mà. Cái cảm giác đó nhục nhã lắm em à. Xin chào mọi người. Ủa, đâu hết trơn rồi? Ngọc Ánh, sao giờ này mày mới tới? Anh. Thôi mà, đừng có giận em nữa. Hôm nay em có việc bận chút xíu nên tới trễ một chút. Nè, em mua quà tặng sinh nhật anh nè. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh nhận đi. Nè, thôi mà đừng có giận nữa. Người ta mua mất công lắm đó. Em biết chắc chắn là anh sẽ thích. Anh coi đi. Đẹp lắm á. Mở ra đi anh. Em biết chắc chắn là anh sẽ thích đó. Em đã chọn đó, em chọn lâu lắm luôn đó. Anh làm gì vậy? Đừng có giả tạo nữa. Bữa nay em đã tặng cho tôi một món quà tuyệt vời lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ quên à. Anh bị cái gì vậy? Anh say quá rồi đúng không? Ngọc Ánh đến rồi. Thôi em xin phép về. Anh.
Cho anh uống chút gì đi để giả rượu. Em về nha anh. Hai người làm gì vậy? Anh bực mình quá đi. Anh bị điên hả? Anh xin lỗi. Anh muốn Ngọc Anh hiểu được cái cảm giác bị người yêu phản bội trước mặt, để cho cô ấy biết là anh đau cỡ nào. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng mà tại sao anh lại lôi em vô chuyện này chứ? Phiền phức quá. Em về đây. Tay em cầm gì nè? Giỡn chết anh nữa. Cô kìa cái mặt kìa. Làm bánh chưa kịp ăn đã đi về mất rồi. Chờ em hoài sao không tới ăn chứ. Lần này em mà không tới, anh ăn hết đó. Không tới hả? Anh ăn phần của em luôn. Mà không được, không lẽ ăn một mình ta? Chán thiệt á. Xin số điện thoại mà mình cũng không dám nữa. Mỗi lần gặp người ta giống như bị mất hồn vậy đó. Mình tệ quá. Trời ơi, thơm không? Thơm quá Vũ ơi. Nhìn mấy cái bánh này á, con lại nhớ tới hôm trước ở nhà anh Hải. Bánh vừa làm xong, Vũ đã kêu con về rồi. Con bắt đền Vũ đó. Thì đó, bữa nay Vũ làm Vũ đền cho con nè. Thơm không? Thơm. Thích vẽ gì cứ vẽ. Bây giờ vẽ gì đây ta? Rồi bên này, bên này. Xấu quá. Chết em nè. Chết. Nè con. Dạ. Sao đang vẽ tự nhiên ngưng vậy? Vũ nè, Vũ nghĩ cách cho con gặp anh Hải nha. Con nhớ anh Hải quá. Không được đâu con ơi. Con muốn đi đâu phải xin phép má con. Vũ đâu có quyền. Xin mẹ con thì nói cái gì nữa. Chắc chắn là mẹ con sẽ không cho rồi. Con chưa xin thử thì làm sao biết được. Xin thử coi. Nè, bánh ngon không? Đó, vẽ xong là lên mời má. Rồi xin má. Ha. Hy vọng là mấy cái bánh này sẽ đem lại may mắn cho con. Vũ thấy đẹp thôi. Mắc cười chứ không có đẹp. Đẹp mà. Mẹ. Gì vậy con? Mẹ. Mẹ ăn bánh đi. Bánh Vũ hoài làm. Còn con thì nặng kem đó. Mẹ coi đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp. Con ăn chưa? Nè,
Hôm nay á, lịch làm việc của con căng lắm nha chưa. Con ăn sáng á, rồi chuẩn bị làm việc nha. Dạ mẹ. Hôm nay mẹ cho con cắt bớt lịch chăm sóc da nha. Con muốn đến nhà một người bạn chơi một chút. Không có được. Con làm nghề này á, phải trang điểm. Rồi mà không thường xuyên chăm sóc da, da còn màu hư hết á. Nhưng mà chỉ hôm nay thôi mà mẹ. Con đến nhà bạn một chút xíu, rồi con sẽ về làm tiếp lịch của mẹ. Mẹ, con năn nỉ mẹ đó. Vậy con muốn đến chơi nhà ai? Con mới quen một anh chàng họa sĩ. Anh ấy có một phòng tranh nhỏ. Con đến đó xem anh ấy vẽ, với lại làm mẫu cho một bức tranh cậu đang dang dở mẹ. Họa sĩ à? Mà họa sĩ đó con nhà ai vậy? Không nhà ai hết. À, anh ấy quê ở miền biển mẹ. Lên Sài Gòn học ở trường đại học mỹ thuật, rồi ra trường mở một phòng tranh nhỏ để bán. Vậy ba mẹ con ấy làm gì? Anh ấy kể là nhà anh ấy làm nghề biển. Chắc chắn là nhà anh ấy đến bắt cá rồi mẹ. Dớ dẫn. Con không nên mất thời gian để giao du với hạng người đó. Mẹ không bằng lòng đâu. Đây nè, lịch làm việc hôm nay của con đó, không bỏ bớt một nào hết á. Em ơi, chút xíu nữa em có đi đâu không vậy? Sao em lại khóc vậy? Tại ông Minh Hoàng á. Ông sao? Ông dám hôn con Mỹ Lan ngay trước mặt em. Hắn dám hả? Mà thôi, em bỏ hắn ta đi. Chỉ quen thôi mà, làm sao mà so sánh với đại gia bủ tại của em được chứ. Bỏ hắn đi. Anh không có hiểu gì hết trơn á. Anh Minh Hoàng mới là tình yêu đích thực của em. Còn Bủ Tài chỉ là mối để kiếm chắc làm ăn thôi à. Em đau quá à. Không biết sao em lại bị như vậy nữa. Sao anh, đồ này hợp với em không? Đẹp, hợp, rất hợp. Rồi, đẹp lắm. Rồi, chuyển qua đây. Rồi, đưa cao lên chút xíu em. Ok, đẹp lắm. Milan, cười lên Milan. Rồi, đẹp lắm. Rồi, cười tựa lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, sao giờ này em mới tới? Anh có hai vé muốn rủ em xem Milan biểu diễn nè. Em xin lỗi, bởi vì em đã đến trễ. Anh muốn đi coi lắm á, nhưng mà không có em, anh không có hứng. Ủa, mặt em bị sao vậy? Mặt em hả? Em bị té xe thôi hả? Trời, cái gì? Em bị đụng xe hả? Có làm sao không? Có đau lắm không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Dạ, em không sao đâu anh. Anh chàng họa sĩ này ngây thơ thật đó. Nếu một ngày nào đó anh ấy biết mình là ca sĩ Milan thật thì sao đây ta? Người thật thà vậy mà biết mình là công chúa vi bóp Milan thật, chắc lăn ra xỉu luôn. Mình nhớ anh ấy quá à. Nhớ thiệt đó. Em muốn gặp anh có chuyện gì thì em nói đại đi. Anh không có nhiều thời gian để mà ngồi ngắm em đâu. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh và Mỹ Lan đã có gì với nhau chưa? Vậy em và Bửu Tài là gì của nhau? Bửu Tài chỉ là đối tác làm ăn của em thôi. Ông sẽ là mạnh thường quân cho những dự án âm nhạc của em sắp tới, chứ là gì nữa. Vậy thì anh chúc mừng em đã tìm được mạnh thường quân. Anh đừng có ghen tuông bậy bạ vậy được không? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh và Mỹ Lan có gì với nhau không? Anh yêu Mỹ Lan. Giờ mình chính thức chia tay nhau ở đây đi em. Em đừng tìm cách liên lạc với anh nữa. Vì với anh và em bây giờ không còn gì để nói nữa. Em cho anh mượn điện thoại của em. Anh đã xóa hết tất cả trong điện thoại và tên của anh trong danh bạ em rồi. Tên của em cũng không còn trong danh bạ của anh nữa. Ăn đi con. Lan nè, hôm bữa bác Cẩn nói là hôm nào con rảnh á, con qua nhà bác ấy chơi. Hôm ấy thôi con tranh thủ qua nhà bác ấy chơi đi con. Phải đó, ba thấy hai mẹ con cũng nên kiếm cái cớ gì đó qua bển chơi đi. Dạ. Để tạo thêm cái mối quan hệ kết thân giữa hai gia đình. Dạ. Cậu Trí cũng sắp về nước rồi. À dạ, vậy lát nữa con qua nhà bác Cẩn nha mẹ. Nhưng mà con chỉ đi một mình thôi à. Đi chung với mẹ mất công lại mất tự nhiên nữa. Trời đất ơi, sao mẹ đi cùng với con mà lại mất tự nhiên? Thì con lớn rồi mà lúc nào mẹ cũng kè kè bên cạnh hết. Mẹ đeo luôn cái yếm cho con đi. Con nó nói phải đó em. Con nó lớn rồi, để nó sang bên đó cho một mình được rồi. Dạ. Em cũng nên chuẩn bị một ít trái cây để cho con nó mang theo,
Để làm quà biếu cho bác Cẩn nghe. Dạ. Vậy thôi bây giờ con đi luôn nha ba mẹ. Vậy con lên phòng thay đồ ba mẹ nha. Con đi nha. Anh. Không ngờ con My Lan cũng thích vào nhà ông Cẩn quá anh ha. Gấu ơi, tao kiếm cớ đến thăm anh Hải được rồi nè. Mình sắp được gặp anh Hải rồi. Nè cậu Long. Dạ. Đưa con My Lan á, đi đến nơi về đến chốn. Nhớ trên đường đi á, không có tạt ngang tạt ngửa gì nghe chưa. Dạ bà chủ. Sao vậy con? Sao con ăn mặc giản dị mà mặt mày không trang điểm gì hết vậy? Con thích ăn mặc giản dị vậy nè. Bình thường bác Cẩn nhìn con trên sân khấu, trên tivi quen rồi. Mình ăn mặc như vậy hay hơn mẹ à? Con gái của mẹ nói đúng đó. Con mộc mạc không trang điểm, vẫn đẹp vẫn đáng yêu à. Mẹ dặn nè, đi qua bên đó con nói năng cho lễ độ, chứ đừng nhúng nha nhúng nhảy như nhà của mình, người ta cười đó nghe chưa. Mẹ phải dặn con vậy nữa sao? Còn nữa nè, con nhớ thanh minh về cái vụ trả lời phỏng vấn hôm bữa, nói làm sao cho khéo vô đó. Nhớ lời mẹ dặn gì chưa? Con nhớ rồi, con thuộc hết rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ nói năng đâu ra đó mà. Con nhớ từng lời, từng ý của mẹ luôn. Thôi con đi được chưa mẹ? Thôi đi đi con. Nhớ nha. Dạ. Nè, nhớ lời tôi dặn nghe chưa? Dạ, bà chủ yên tâm. Dừng xe phía trước cho em mua bịch bánh nha. Dạ. Chị ơi, chị tính tiền giúp em đi chị. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy chị? Dạ, tất cả là 100.000. Em gửi chị hóa đơn. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chị ơi, ở đây mình có cửa sau không chị? Dạ, chị đi qua ló này. Dạ, em cảm ơn chị. My Lan hả? Sao mua lâu dữ vậy em? Dạ anh Long ơi, em đang đón taxi qua nhà thăm bạn em. Anh cứ đem vỏ trái cây đem qua biếu cho bác Cẩn, rồi nói là ba mẹ My Lan biếu cho bác Cẩn. Xong sau đó anh cứ lái xe đi đâu đi nha. Em xong việc em sẽ gọi anh. Nhưng mà anh nhớ là đừng có nói cho ba mẹ em biết nha. Trời ơi My Lan ơi, em quay lại liền đi. Em làm như vậy là chết anh rồi My Lan ơi. Alo. Alo My Lan. Alo. Trời ơi, làm gì chết tôi rồi. Móc meo hết rồi, giờ sao ăn đây? Đành bỏ thùng rác thôi chứ biết sao giờ. Em tới rồi nè. Anh vừa nhắc em là em tới đó. Có mỗi mình anh ở đây à? Anh nhắc em với ai? Anh nhắc tới với cái bánh kìa. Anh chờ em hoài á mà em không tới ăn, giờ nó mốc hư hết rồi.
Anh để phần cho em thiệt đó hả? Ờ. Thì ngày nào anh cũng chờ em tới để hai đứa mình ăn đó. Thì ra là anh mong em đến là để em ăn giùm bánh cho anh cho khỏi bị mốc, đúng không? Ờ, không phải đâu. Thật ra là ngày nào anh cũng chờ em hết. À, em có mua bánh cho anh nè. Trời ơi, tội nghiệp mấy cái bánh của em quá à. Móc hết rồi. Em cũng muốn đến để ăn lắm, nhưng mà không có thời gian. Thôi em bỏ nó nha. Đồng chí Vũ Đức Cẩn đang dẫn đoàn cán bộ đi khảo sát ở phía Bắc. Ủa, anh Cẩn đang ở ngoài Bắc. Tại sao con Milan lại gọi điện thoại cho ảnh? Rồi ảnh kêu 2 giờ tới nhà ảnh chơi mà. Đúng là báo ngày hôm nay rồi. Không lẽ là báo đưa tin lầm? Mình làm gì có chuyện đó ta? Alo, Milan hả? Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở nhà bác Cẩn mẹ. Bác ấy nói là con ở lại ăn cơm với bác ấy một chút rồi con mới được về. Con đang đàm đạo với bác về vấn đề showbiz việc hiện nay. Vậy thôi mẹ nha. Một lát nữa con sẽ về liền mà. Con chào mẹ. Nè. Ủa, vậy là sao ta? Cô Mila nó nói là nó đang ở nhà của anh Cẩn. Alo. Dạ, quản gia nhà ông Vũ Đức Cẩn xin nghe. Dạ, tôi là mẹ của cháu Mila. Dạ, bác làm ơn cho tôi gặp ông Cẩn đi ạ. Dạ, ông Cẩn đi công tác rồi thưa bà. Vậy hả? Dạ, vậy thôi được rồi. Dạ, dạ để thôi tôi gọi cho anh Cẩn sao. À, mà xin lỗi bác, bác có thấy cháu Milan đến nhà chơi không ạ? À? Dạ không có thưa bà. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Con nhỏ này lại dở trò nữa rồi. Dạ bà chủ tôi nghe. Cậu với Milan đang ở đâu vậy? Dạ tôi đang chờ em Milan ở nhà ông Cẩn ạ. À. Cậu nói láo. Cậu nói con Milan về nghe cho tôi. Không thôi tôi đuổi việc đó. Dạ dạ. Anh Hải. Anh vẽ hình em xong rồi hả? Vậy mà em muốn đến đây để anh vẽ nốt hình em luôn đó. Mấy đêm qua anh không có ngủ được, cho nên thức để vẽ em theo trí tưởng tượng của anh đó. Đẹp không? Đẹp lắm. Người mẫu đẹp thì tranh cũng phải đẹp chứ. Anh cũng thấy vậy đó. Nhìn bức tranh kìa, rất là có hồn đó. Vẽ xong cái anh để đây, anh có cảm giác giống như ngày nào em cũng ở bên cạnh của anh hết á. Mấy hôm nay á, anh không đi tập, mọi người trong vũ đoàn ai cũng nhắc anh hết á. Anh chán thành phố này lắm rồi. Anh sắp ra Hà Nội. Hả? Anh có một ông bạn làm lãnh đạo của nhóm biết biết ở ngoài, nên anh ra lập nhóm chung. Trời ơi, hay quá vậy. Anh cho em đi với nha. Em muốn rời khỏi nơi này.
Với lại em thích Hà Nội lắm. Anh cho em đi với nha. Em nói thiệt hả? Ừ, em nói thiệt. Em muốn ra ngoài từ lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có cơ hội. Lần này á, em quyết tâm đi. Hơn nữa là có anh đi chung, em không có sợ gì hết á. Lập nghiệp ở vùng đất mới thì cực lắm đó. Em có chịu nổi không? Em chịu được hết á. Mà bao giờ anh đi vậy? Sáng sớm mai. Anh sợ em chuẩn bị không kịp đó. Anh giỡn hả? Tiền thì trong thẻ. Bây giờ em chỉ cần về xách cái ba lê đi là được rồi. Anh bút giấy giùm em nha. Em nhất định đi thiệt á. Anh Hoàng à, có phải là anh quyết định đi lần này vì muốn quên đi Ngọc Ánh, đúng không? Anh không biết là mình có quên được cô ấy hay không, nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Tại sao cậu dám qua mặt tôi? Dạ, tại tôi không cảnh giác nên để Emily Lan đi mất. Nó có nói với cậu nó đi đâu, đến nhà ai không? Dạ không, tôi có gọi thì Emily Lan tắt máy. Cậu như vậy á mà để nó lừa gạt cậu vậy đó hả? Dạ tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không. Còn có lần sau nữa hả? Lần sau mà còn nữa hả, tôi sa thải cậu đó. Đi ra ngoài đi. Dạ, cảm ơn bà chủ, tôi đi ạ. Con mới quen một anh chàng họa sĩ, anh ấy có một phòng tranh nhỏ. Con đến đó xem anh ấy vẽ, với lại làm mẫu cho một bức tranh còn đang dang dở mẹ. Cái kiểu này á, trốn ở nhà thằng họa sĩ rồi. Vũ Hoài ơi. Dạ. Dạ bà chủ kêu tôi. Nè, Vũ có biết là con My Lan á quen với thằng họa sĩ nào không? Họa sĩ hả? Dạ tôi đâu có nghe cô My Lan nhắc gì về họa sĩ đâu. Nhưng sao bà chủ hỏi tôi như vậy? Nó nói với tôi á là nó qua nhà anh Cẩn chơi, nhưng mà thật chất á nó trốn đi đâu tôi không biết. Nhưng mà tôi nghi là nó đến nhà thằng họa sĩ đó, bởi vì nó xin phép tôi đi mà tôi không cho đi. Ủa, nói vậy là cô My Lan trốn đi chơi nữa? Con bé đó ngày càng ương bướng, không coi cha mẹ ra cái gì hết á. Đi. Dạ. Chết rồi. Trời ơi, sao con bắt máy vậy hả? Ngày nào em cũng được đi chơi vui vẻ như vậy hết. Đâu có gì đâu, anh sẵn sàng phục vụ em đi chơi bất cứ nơi nào, miễn em cảm thấy vui là được. Ờ, em á, em chỉ muốn về quê của anh chơi. Đi ra biển nè, đi chân trần trên cát, xây lâu đài cát nữa. Chỉ nghĩ đến nhiêu đó là em thấy thích lắm rồi. Còn anh hả? Anh sẽ vẽ tranh trên cát, vẽ chân dung của em trên biển luôn đó. Làm nhiều cho em thả nữa. Hả? Buổi tối mình đi câu mực vui lắm. Thiệt hả? Ừ. Wow, thích quá à. Dạ, cháu chào cô. Chào cô. Cháu cho mời đội trưởng đội vệ sĩ theo lệnh của cô. Báo cáo cô, đội vệ sĩ đã có mặt đầy đủ. Ừ. Cậu cần huy động thêm bao nhiêu vệ sĩ nữa cũng được, không giới hạn. Lục tung cả cái thành phố này cho tôi. Tìm con My Lan về cho bằng được trong nội ngày hôm nay nghe chưa? Dạ, rõ. Cậu cần thông tin gì về con My Lan á thì hỏi trợ lý Hùng. Thôi đi ra ngoài làm việc đi. Nhớ
tình hình như thế nào á, liên lạc với tôi nghe chưa? Dạ. Dạ, cháu chào, chào cô. Phải lập lại kỷ cương với con nhỏ này mới được. Vô phép vô tắc, riết không coi cha mẹ ra cái gì hết á. À, chào em. À, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Đi đâu đâu anh ơi. Ừ, đại gia bửu tài của em đâu? Sao không đưa em đi chơi? Trời ơi, mấy ngày nay ông biến đâu mất tâm rồi. Em cũng đang chán chuyện ông Hoàng, em chẳng thiết tha gì nữa hết á. À, nhắc tới chuyện của Hoàng á, à, sáng nay mấy đứa bạn anh rủ đi uống cà phê, tụi nó gặp cha Hoàng với con Mỹ Lan. Nghe nói là hai người sắp ra Bắc á, lập nghiệp á. Mà công nhận á, mới đây mà hai người quấn quýt nhanh như vậy. Thôi đi, anh đừng bao giờ nhắc tới ông Hoàng trước mặt em nữa, coi như chưa từng quen biết luôn đi. Đúng đúng, đúng đó. Cha ca sĩ Hoàng đó làm sao so sánh được với đại gia bửu tài. Anh nói đúng đó. Thôi đâu mà ngồi đây buồn bã dớ dẫn, để em gọi ông Tài. Đúng đó, em gọi đi rồi nói với ông Tài dẫn em đi nước ngoài vui chơi cho thỏa thích. Alo, anh hả? Ai vậy? Ai kiếm anh Tài vậy? Ủa, xin lỗi, cho hỏi ai đang cầm máy anh Tài vậy? Tôi là người yêu của anh Tài, có gì không? Anh ơi, có cô nào kiếm anh nè? Alo, Ngọc Ánh hả? Anh đây, có việc gì không? Con nào gì cầm máy của anh vậy? À, cô bồ mới của anh, cô ấy vui tính hay giỡn như vậy đó, cho anh xin lỗi nha. Anh nói vậy là sao? Thôi anh đang bận lắm, em đừng gọi cho anh nữa nha. À, anh có thằng bạn cũng đại gia như anh đang cô đơn, nếu em thích anh giới thiệu cho em nha. Điên đi. Đồ đàn ông. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Biến hết đi. Em trừ anh ra nha. Anh chuẩn men đó. Chuẩn men nè, chuẩn men nè. Cút đi. Cút đi. Chú Hoài. Dạ. Dạ thưa bà chủ, bà tìm được cô Milan chưa vậy? Không biết đi đâu làm tôi lo quá à. Chú yên tâm đi, tôi đã cho người lục tung cái thành phố này tìm nó về rồi. Kỳ này nó về đây hả, tôi phải dừng cho nó một trận mới nhớ đời về cái tội mà lừa dối cha mẹ. Trời ơi Milan ơi, sao con liều lĩnh con dại dột quá vậy? Mẹ con bắt được là chết con á. Sao con làm chú lo không à? Trời. Thà. Nè, em ăn đi. À. Ủa, có chuyện nóng đó. Ngon lắm luôn đó anh. Sao anh không ăn đi? Nhìn em làm gì? Nhìn em ăn á, là anh cảm thấy no rồi. Thôi đi, một mình em làm sao ăn hết con cá đi được chứ. Nè, cứ ăn đi. Hết con cá này, anh nướng con khác cho. Hả? Thiệt hả? Ừ. Vậy em phải ráng ăn hết mới được. Ăn đi. Ừ. Anh ăn đi. Ờ. À, chút xíu nữa anh quên. Quên xin số điện thoại của em nữa. Ừ. Đương nhiên rồi, lát nữa em sẽ cho số điện thoại cho anh. Bây giờ em tắt máy rồi, trước khi về em sẽ lưu số anh, rồi anh nhá máy cho em nha. Thiệt tình cô bé này, làm như sợ mất phần vậy đó. À... Ăn đi. Ngon thiệt mà.
Cá ngon thiệt đó. Không được, không được, không được, không được. Nè em ăn đi. Anh Quang, anh tới lâu chưa? Anh mới tới à? Anh không ngờ cuộc ra mắt lần này có em đi cùng anh. Nhưng mà em chỉ sợ Ngọc Ánh hiểu lầm giữa anh với em thôi à. Chuyện đó đối với anh bây giờ không còn quan trọng gì nữa đâu. Nhưng mà em thấy thương hại nó. Sớm muộn gì ông Vũ Tài cũng thay nói với thay áo thôi à. Anh không biết là mình có thể quên được cô ấy và tất cả mọi chuyện ở đây không. Nhưng anh nghĩ anh ra đi thì sẽ có nhiều chuyện mới mẻ đó. Anh, tới giờ rồi mình đi nha. Anh Hoàng, dây lớn ghê á. Em ước gì á, ngày nào em cũng được đi chơi vui vẻ như vậy nè. Trời, ngày nào cũng đi chơi vậy á? Chắc anh đóng cửa phòng tranh của anh mất quá. Sao? Là em ước em được đi chơi, chứ có phải anh đi chơi đâu mà sợ đóng cửa phòng tranh. Trời đất ơi, vậy mà cứ tưởng em mơ được đi chơi với anh chứ. Ai dè. Trời ơi, anh nằm mơ hả? Thì người ta vẫn nằm mơ đó, có làm sao đâu. Ai cho anh mơ? Thì mơ. Thôi đi. My Lan ơi, sao con tắt máy hoài vậy? Giờ cũng chưa biết đường về nữa. Chú lo cho con quá đi. Alo, tôi nghe. Tốt. Cố gắng khẩn trương lên nha. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì đối với My Lan, con bé ra ngoài một mình lâu như vậy là không ổn đâu. Có chuyện gì báo ngay cho tôi. Anh à, ai gọi vậy anh? Đội trưởng đội bảo vệ báo là phải cần thêm mấy người ở bên công ty bảo vệ nữa, chia các ngã để tìm con bé. Trời ơi, cả cái thành phố mênh mông rộng lớn như vậy, biết ở đâu mà tìm ra con bé chứ. Gọi tên anh trong giấc mộng tan.